Nói thì hơi quá đáng nhưng mà em phải thực sự thấy là mương nước thải ở Nhật nó còn trong hơn cả một số dòng sông du lịch ở Việt Nam. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Trần Vũ Việt Nam. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, bởi vì thời tiết không quá lạnh mà cũng không quá nắng, mà mùa này chắc cũng không nắng nổi. Tôi vừa mới ngủ dậy và đi ra một dạo vòng quanh một vòng. Đây chính là căn nhà mà tôi ở. Và tôi vừa mới đọc tin thì các bác biết tin gì không? Có nghĩa là trong vòng một ngày hôm qua thì số người tử vong do dịch corona ở nước Ý, duy nhất nước Ý nhé, còn cao hơn cả Trung Quốc. Có nghĩa Trung Quốc mới là 3-4 nghìn người thì tôi đọc sơ sơ như nước Ý đã là 5 nghìn người rồi. Thì tự nhiên chúng ta thấy là chúng ta là một người Việt Nam, chúng ta sống ở đất nước Việt Nam vẫn là vô cùng may mắn đúng không các bác? Vì ít nhất là đất nước ta đã ứng phó với dịch này vô cùng là cẩn trọng, vô cùng kịp thời. Tôi thì đang ở bên Nhật Bản và thì thực sự là mình cũng may mắn bởi vì Nhật Bản nó cũng nhiễm nhiều nhưng nó chưa nguy hiểm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là mấy bố ở bên châu Âu. Bởi vì công việc thì vẫn là bình thường, duy chỉ có học sinh ở bên Nhật Bản hay là vẫn nghỉ giống như chúng ta, còn công việc mọi thứ vẫn là vô cùng bình thường. Nhưng mà tôi phải thấy một điều đó là Nhật Bản chắc là do ứng phó với nhiều thiên tai rồi, cho nên là dịch bệnh này người ta vẫn thờ ơ đó. Chỉ duy nhất người ta mua khẩu trang với lại giấy vệ sinh là mua hết sạch trong siêu thị thôi. Còn toàn bộ là nhiều khi ra ngoài đường người ta vẫn không đeo khẩu trang đâu. Thì hôm nay là một ngày chủ nhật và trong nhà tôi cũng đã hết thức ăn. Hôm nay các bác sẽ cùng tôi đi siêu thị xem là đi siêu thị Nhật như thế nào và đi siêu thị Nhật trong thời corona nó như thế nào. Mọi người xem có chú trọng, có ghê gớm trong cái việc đeo khẩu trang các thứ không nhé các bác nhé. Hôm nay các bác hãy đồng hành cùng tôi đi siêu thị. Một lần nữa tôi là Trần Vũ, Nhật Nam. Việc đầu tiên đi để đi siêu thị thì chắc chắn là phải có phương tiện rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi xe đạp con nhé. Và thực ra từ đây đi siêu thị thì cũng chỉ có xe đạp thôi. Những người sang đây thì sẽ không được đi xe máy hay là đi ô tô đâu các bạn ạ. Chúng ta chỉ có xe đạp thôi nhé. Chúng ta cùng lên đường. Bây giờ đang là 12 giờ trưa các bạn. Em vừa mới lại ngủ dậy, bây giờ mới chưa ăn uống gì cả. Bây giờ mới bắt đầu đạp xe siêu thị đây. Và chúng ta sẽ đi qua cái con đường mà lần trước chúng ta quay tàu Shinkansen các bác nhé. Đây, các bác nhìn nhé. Đó. Này, xong con tàu đi qua các bác này. Các bác muốn đứng ở đây ngắm tàu tí không? Em đứng ở đây ngắm tàu các bác một tí nhé. Hành chắn tự động xuống nhé, sẽ không có người điều khiển đâu các bác. Này, toàn bộ là tự động hết. Và chúng ta sẽ có tàu đi qua trong vòng một vài phút tới. Rồi các bác nhé. Đó. Đây là tàu khách các bác. Nhiều như xe buýt ở Việt Nam ấy. Chúng ta qua đường nhé. Rồi. Từ nhà tôi mới đi ra siêu thị chắc là khoảng tầm 3 km các bạn. Nếu mà đạp xe đạp chắc mất khoảng tầm 3 phút. Đây là con đường đến siêu thị nhé. Rồi. Đó, tàu qua, các bác thấy tàu chưa? Đó, các bác nhìn nhé, ở phía trước này có một cây đèn xanh đèn đỏ. Và cây đèn xanh đèn đỏ này không giống như ở Việt Nam đâu. Tôi tự gọi đây gọi là cây đèn xanh đèn đỏ chủ động. Vâng, nếu như ở Việt Nam các cây đèn xanh đèn đỏ sẽ tự động chuyển đèn. Thì sang bên này cái cây này, riêng cái cây này nhé các bác nhé,
là sẽ chủ động. Chúng ta thích đèn xanh, chúng ta có thể ấn đèn xanh. Cái cây này có tác dụng ở qua đường các bác à. Đấy. Các bác nhìn nhá, nếu như chúng ta ấn cái nút này này thì là nó sẽ chuyển thành đèn đỏ để dừng các xe này và chúng ta có thể qua đường. À, sẽ ấn nha các bác nhá. À, ấn này, đó. Nó sẽ chuyển thành đèn đỏ. Đấy, xe này đã dừng để cho em qua đường. Đó. Các bác thấy chưa? Ở bên Nhật Bản này mình đi xe đạp gần như là được được rất nhiều các xe nhường, chắc chúng ta chỉ thua người đi xe lăn thôi, người đi bộ thôi. Chứ còn gần như các xe ô tô, xe máy là phải nhường chúng ta. Vì bên này họ ý thức cao lắm các bác nhé. Vâng. Và phía trước chúng ta là có một con đường đi tắt các bác này. Nếu mà đi thẳng là bình thường là em sẽ đi đường này, là sẽ đi vào thị trấn. Còn đây là có một con đường đi tắt nhé, đi qua cạnh những con mương nhìn đẹp lắm. Em sẽ đi quay cho các bác xem nhé. Chúng ta cũng đi con đường đi tắt này nhé. Này có nhiều cây hoa anh đào, không biết có phải hoa anh đào không, nhưng mà có nhiều cây hoa rất đẹp mà nó đã nở đấy. Em sẽ đi em quay cho các bác xem nhé. Đó, đây là con đường đi tắt này. Đi qua mương luôn. Mạo hiểm phết đấy các bác. Đó. Các bác nhìn thì thấy có giống trong anime chưa? Giống trong manga chưa? Cảnh sát con người. Đây chính là Nhật Bản. À, chúng ta đã bắt đầu vào đến thị trấn. Chỗ này là khu đông người rồi các bác nhé. Đây là thị trấn Hongo, Miara, tỉnh Hiroshima. À, chúng ta đã đến cái siêu thị đầu tiên nhé các bác nhé. Đây là siêu thị Himawari, siêu thị màu hồng hồng này. Thì tại siêu thị này là tôi sẽ vào mua một ít rau các bác nhé. Siêu thị này là có rau, còn sữa với lại những đồ khác thì chúng ta sẽ mua ở siêu thị phía dưới. Chúng ta sẽ bắt đầu vào siêu thị này nhé. Đầu tiên là dựng xe đạp này. Ở nhà các bác có dựng xe đạp này. Các bác dựng cả tháng không có thằng nào xích xe đạp các bác đâu, trừ công an nhé. Còn không bao giờ sợ ăn trộm cắp. Chúng ta bắt đầu vào siêu thị này nhé. Nó sẽ lấy một cái giỏ này. Vừa vào cái con nhân viên nó đã nhìn em các bạn. Hay là nó nhìn thấy mình quay máy quay không biết nữa. Kệ nhá. Chúng ta cứ đi một vòng nhá. Rất nhiều hàng hóa các bác nhìn nhá. Đi rượu này, nhưng mà chúng ta hôm nay em vào siêu thị này có rau thì em mua rau thôi. Còn những thứ khác là nó không rẻ bằng siêu thị bên kia nên là chúng ta sẽ không mua nhá. Chúng ta sẽ tua nhanh nhá. Đây, hàng rau ở phía trước các bác nhá. Đây là thịt các bác này. Đấy. Thịt bên này người ta sẽ không bán tảng, bán giống như bán thịt cân mình đâu. Người ta sẽ chia hết ra đều, có giá tiền hết các thứ các bác nhé. Đây là rau này. Em rất thiện là ăn giá nhé các bác nhé. Giá này là không biết bao nhiêu tiền đây. Xé mất rồi. Nhưng mà giá này thường khoảng tầm độ 15 đến 20 nghìn tiền Việt một mớ này các bác nhé. Em sẽ mua 3 mớ. Tiếp theo là nấm này. Nấm là 82. Tự nhiên tiền Việt là 16 ngàn. Các bác nhân 2 nhé. 80 nhân 2 là 16. 16 ngàn một mớ này.
Tiếp theo là cà chua đi. Ui, cà chua bên này cực kỳ đắt các bạn nhìn nhá, 4 quả 50.000, một quả này hơn 10.000. Nhưng mà nó là gia vị nên phải chấp nhận thôi, phải mua thôi. Rau này là 30.000 một mớ. Ba chục nghìn một mớ này nhé các bác nhé, 30.000 đấy. Súp lơ cũng vô cùng đắt, mua về phải ăn tiết kiệm các bạn. 238 yên, tức là khoảng tầm độ 46-50.000 một cái cục này, tính ra tiền Việt. Còn bên này là các loại rau củ quả khác, có chanh này, khoai tây này. Chắc là em sẽ mua một củ, một đùm khoai tây các bác nhé. Mua về ninh xương. Hay là khoai môn nhỉ? Khoai môn này ninh xương cũng ngon đấy chứ nhỉ. Hay là khoai môn này các bác này. Cái này về ninh xương cũng hợp lý đấy. Em sẽ mua một đùm khoai tây và một đùm khoai môn. Vâng, vậy là xong hoa quả nha các bác nhé. Hoa quả, rau quả. Bây giờ chúng ta sẽ sang siêu thị bên kia mua một ít sữa và bánh mì. Vậy là xong rồi. Một tuần tôi chỉ mua siêu thị, tôi chỉ đi một lần và đi đơn giản như vậy thôi. Còn thịt thà, các thứ trứng, các món gọi là để nấu chính ấy, là tôi đặt trên mạng ship về, chứ không phải đi mua nặng lắm nha các bác nhé. Đây là đồ ăn vặt thôi này, rau và một ít sữa trứng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái siêu thị bên kia để mua một ít trứng với sữa nữa. Cái siêu thị bên kia sẽ to hơn siêu thị này rất nhiều đấy. Vâng, trước mắt các bạn nha, cái nhà hồng hồng phía trước kìa. Đó, đó chính là cái siêu thị thứ hai. Mà đây chính là cái siêu thị mà tôi đã vung tiền vào nhiều nhất đấy các bạn. Nó có rất nhiều đồ. Đi vào không cần mua đi vào ngắm đã thấy sướng rồi các bạn. Đó. Đây quang cảnh các bạn nhìn Nhật Bản đó. Yên tĩnh. Không bao giờ các bác nghe thấy một cái tiếng còi luôn, chứ đừng nói là tiếng âm nhạc hay là tiếng ồn gì đó. Yên tĩnh. Và thêm nữa hôm nay là chủ nhật. Chắc là mọi người vẫn đang ngủ trong nhà các bạn nhìn này. Chả thấy người đã ra ngoài đường. Nhà nào nhà đấy đóng kín cửa. Đây chính là đó, đây là khung cảnh các bác nha. À, đây chính là cái siêu thị thứ hai. Hai cái siêu thị cùng màu hồng luôn các bác. Đó, giờ em sẽ vào đây nhá. Gửi xe đáng là để bên ngoài mà lấy cơ, nhưng mà xách đồ và ra đấy thì mệt lắm, em chui vào trong em gửi luôn. À, đấy, đây có mấy người gửi đây, đấy, chui vào đây gửi luôn. Đây cho toàn người Việt đi, cho toàn công ty em ấy.
Ôi ôi ôi. Đấy, con này ai ありがとうございました。 Vâng, đây là thành quả của buổi chiều ngày hôm nay các bác nhé. Bao nhiêu là tiền bạc và công sức đấy. Và bây giờ em sẽ về nhà, nhưng trước khi về nhà em sẽ chia sẻ cho các bác một điều nữa. Vâng, xin kính thưa tất cả quý vị là chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng xem những video hoặc là những bài báo nói về việc là cái mương nước thải của người Nhật nó trong đến mức mà còn có cá koi để ở cơ, để sống cơ. Thì đấy có sự thật hay không thì thực sự bây giờ tôi quay các bác xem nhá. Để trên đường về tôi, mương nước thải đây. Và các bác thấy nó có vi diệu không ạ? Nói thì hơi quá đáng nhưng mà em phải thực sự thấy là mương nước thải ở Nhật nó còn trong hơn cả một số dòng sông du lịch ở Việt Nam. What the fuck? Không hiểu sao, thực sự cá koi thì chưa thấy các bác ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái mức độ trong như này thì cá thừa sức có thể sống được. Có rất nhiều ốc ở dưới này các bác nhé. Tôi nghĩ là cá có thể sống được ở đây. Đây, đây chính là những đường ống mà nó chảy ra này, thì chắc chắn đây là nước thải các bác nhé. Ở trong thành phố thì chắc là sẽ không có mương nước để dẫn ra ruộng đâu nhỉ. Em thấy có rất nhiều ống xả ở đây, em nghĩ đây là mương nước thải đấy. Bác thấy nó có trong dã man không? Đây, dọc đường chiều dài em về đây. Sẽ có một video khác, em nghiên cứu kỹ hơn về mấy cái hệ thống mương nước thải bên Nhật các bác nhé. Rồi chia sẻ các bác xem. Nhưng thực sự thấy là họ quá nẻ họ đấy. Mương nước thải mà trong như này thì đúng là không còn gì để nói rồi. Vâng, và hẹn gặp tất cả các bác trong những video tiếp theo.